thiên và cùng cha. Và làm cụ thân mến, nay chúng ta ăn hành với tổng cụ thiên nhiên ở trong cộng đoàn chúng ta và cùng dương thánh lễ của chúng ta chúng ta cầu nguyện cho Ngài trong những ngày tiến thăm các cộng đoàn ở Việt Nam được tràn đầy sức khỏe cũng như được mọi người trong ân lành của Chúa để giúp ích cho cộng đoàn cho hội dân chúng ta. Và thế ngày hôm nay chúng ta có mấy người xin được ký cầu nguyện. Alleluia. Đức Giêsu cùng với các môn đệ trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Caro padre priore, cari fratelli, cari sorelle, il cresciare tempo chiama a partecipare. Questo breve Vangelo è abbastanza strano. Chết đoàn tin mừng ngày hôm nay còn chỉ gì đó hơi là lạ. Perché Gesù è detto che fuori di sé. Vì Gesù è fuori la mia immagine. E coloro che dicono questo, il Vangelo dice, sono i suoi. Và những người nói điều này thì tin mừng thích là đó là những người thân của Đức Giêsu. Non si sa se è la sua famiglia oppure i suoi discepoli più stretti. Và như vậy thì trong gia đình ngay cả những người thân đã không có hiểu được người thân của mình. Comunque queste persone sono preoccupate perché Gesù si sta dando troppo alle folle. Tuy nhiên những người thân của Giêsu đã quan tâm và chăm sóc Đức Giêsu vì đám đông đã lui tới với Ngài quá đông. Tanto da non avere tempo neanche di mangiare. Và Ngài đã không có thời gian để ăn uống. Per questo possiamo capire questo essere fuori di sé come un essere fuori di sé per gli altri. Và như vậy thì người ta, người nhà đã nói Đức Giêsu đã mất trí. Tuy nhiên đối với Đức Giêsu, cái chuyện này nó cũng có ý nghĩa vì người khác ngài đành mất trí. Si può capire essere fuori di sé come una pazzia ma anche come un amore che è per gli altri. Và cái mất trí của ngài thì ngài chấp nhận vì cái tình yêu dành cho đám đông, dành cho dân chúng. Infatti l'amore di Gesù va al di là dei confini della famiglia. Và quả thật tình yêu của Đức Giêsu đã vượt qua cái giới hạn của gia đình. Al di là dei confini degli amici. Và đi đến tất cả mọi nơi mọi thành. E soprattutto dei propri interessi, dei suoi propri interessi e gusti. Và tất cả những ai muốn lắng nghe lời của Ngài. L'amore di Gesù è più grande della sua propria comunità. Và như vậy cái tình yêu của Giêsu đã thể hiện một cái gì đó lớn hơn trong gia đình của Ngài, lớn hơn của cộng đoàn. Và al di là dei confini anche della sua salute, del suo benessere. Có nghĩa vượt ra khỏi cái ranh giới của gia đình cộng đoàn và thậm chí là sức khỏe của Ngài nữa. L'amore di Gesù è fuori di sé non solo perché non è coi suoi, con la sua famiglia e i suoi discepoli. Và như là nói là tình yêu của Đức Giêsu không chỉ thể hiện cho gia đình và các tông đồ. Ma se anche perché Gesù è sceso dal Padre, dalla Trinità, è uscito dal cielo per farsi uomo. Nhưng là dành cho toàn thể nhân loại và vì mục đích này mà Ngài đã đến thế gian. Si è fatto uomo fino all'umiliazione e allo svuotamento della croce. Và chính vì vậy mà Ngài đã đón nhận và chấp nhận nhập thể và chịu chết trên cây thánh giá.
la carità di Dio ha fatto sì che Dio è uscito in un certo senso da se stesso per salvare l'uomo. Và tình yêu của Đức Giêsu đã thể hiện một cách trọn vẹn, một cách tuyệt đối khi từ bỏ tất cả, từ bỏ vinh quang để đón nhận thế gian vào lòng. L'amore di Gesù è fuori di sé anche perché ha versato tutto il suo sangue, tutta la sua vita per noi. Tình yêu của Đức Giêsu đã vượt ra khỏi chính mình, đã lớn hơn cả tình yêu của chính mình khi Ngài đã hiến thân, đã đổ máu cao để cứu chuộc nhân loại. È uscito da sé Gesù per amare l'uomo peccatore, và nhất là Ngài đã yêu thương những người tội lỗi, per amare i suoi nemici, và yêu thương những kẻ thù của Ngài, come Davide che piange per Saul che era un che voleva ucciderlo, cũng như David đã thương khóc Saul là người đã có ý định đã giết mình. Quindi è un amore folle, un amore pazzo, essere fuori di sé per amare colui che non ti ama. Vì là một tình yêu mạnh mẽ, một tình yêu như không vượt ra khỏi chính mình. Per amare noi che non eravamo lontani da Dio e Gesù si è fatto uomo per noi. Và để yêu thương chúng ta, mặc dù chúng ta đã từng là người xa lạ, nhưng Đức Giêsu đã đến với chúng ta. Allora possiamo chiederci se imitiamo Gesù in questo amore che va fuori da noi stessi. Và như vậy thì chúng ta cũng tự hỏi là chúng ta có thể noi gương Đức Giêsu để sống tình yêu như Ngài hay không? In questo amore che, come dice San Paolo, non cerca il suo interesse. Và tình yêu này giống như Thánh Paolo đã nói là không tìm kiếm những niềm vui cho chính mình. Gesù è questo amore, Dio è amore. Và chính Đức Giêsu đã thể hiện tình yêu này. Gesù Dio è fuori di sé per natura. Và như vậy, Thiên Chúa luôn ra khỏi chính mình để đến với con người. Il Padre è nel Figlio, il Figlio è nel Padre, lo Spirito Santo è nel Padre e nel Figlio. Thiên Chúa Cha hiện thân ở trong Đức Giêsu và Đức Giêsu đến với con người. Chiediamoci durante questo giorno se accettiamo di uscire da noi stessi. Và như vậy thì chúng ta cũng được mời gọi để ra khỏi chính mình để đến với người khác và yêu thương họ như là chính Đức Giêsu. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng con đang hướng về Chúa. Yeah.
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thế giới người đời chúng ta trong nguyện rồi. Lạy Cha chúng con.
Con vào lòng, những người mẹ ôm ấp người con vào lòng.
Questa parola, quel post, ritorna solo un'altra volta nel Vangelo di Giovanni. Và cái thuật ngữ câu post là cũng là một chỉ có xuất hiện trong tin mừng của Chúa Thánh Gioan thêm một lần nữa. E nel capitolo 13, quando è l'ultima cena, chương thứ 13 nói về bữa tiệc cuối cùng. Ed è Giovanni 13:23. Gioan câu chương 15, chương 13 câu 25. E là dove si dice che Giovanni, colui che Gesù amava, si trovava a tavola nel seno di Gesù, sul petto di Gesù. Và khi đồng bàn ở trong cửa tiệc lì thì Gioan đã ngã vào lòng Chúa Giêsu. Voi sapete nelle cene, nelle tavole orientali, non si era seduti ma si era stesi. Vậy thì bà thì chắc cả cha cũng đã biết là cái truyền thống của người Do Thái khi dùng bữa thì họ nằm nghiêng để dùng bữa. E Giovanni si trovava proprio al fianco di Gesù, quindi nel seno di Gesù. Và như vậy thì khi Gioan ở bên cạnh Chúa Giêsu thì Gioan đã từ đầu vào lòng ngực vào khung lòng của Chúa Giêsu. È come se così Giovanni ci fa capire che come Gesù è nel seno del Padre. Và như vậy thì Gioan cũng chứng tỏ cho chúng ta thấy được là Giêsu chính là cung lòng như Chúa Cha. Così il discepolo che lui ama è nel seno di Gesù. Và người cũng ôm xiếp các tông đồ mỗi người chúng ta vào lòng như là Chúa Cha đã ôm ấp Chúa Giêsu. Gesù vuole abbracciare noi come Gesù il Padre lo abbraccia. Chúa Giêsu muốn ôm xiếp chúng ta vào lòng như Chúa Cha đã ôm xiếp Ngài vào lòng. Un altro passaggio dove ritorna questa parola colpo seno è in Luca 6:38. Và ở Luca 6 câu 38 Luca cũng dùng lại thuật ngữ này, tức là thuật ngữ colpo cung lòng. E anche qui è un passaggio che è importante. Đây là một cái trích đoạn quan trọng của Thánh Gioan Tin Mừng Gioan. Dice date e vi sarà dato. Trong đoạn này thì Thánh Luca nói là chúng ta hãy cho thì sẽ được cho lại. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, nel colpo. Nghĩa là Thiên Chúa sẽ ban lại, sẽ trả lại cho chúng ta những gì mà chúng ta đã trao ban, các cái lượng mà Thiên Chúa đã lặng đã dặn cho đây. Qui è colpo è nel senso nghĩa là Thiên Chúa sẽ đổ vào lòng chúng ta, đổ vào cái colpo của chúng ta, tức là cái cung lòng của chúng ta đầy tràn ra ngoài cả phần nào. È un'immagine per dire che quando noi diamo, siamo generosi, Dio ci riempie della sua grazia, allarga il nostro seno per accogliere la sua grazia. Như vậy qua cái hình ảnh này, Chúa muốn diễn đạt là khi chúng ta quảng đại để trao ban thì Thiên Chúa sẽ quảng đại hơn nữa, khi sẽ Ngài sẽ đạp lên, Ngài sẽ làm cho chúng ta đầy tràn. E qui bisogna dire questa frase viene alla fine di una pagina dove si parla dell'amore dei nemici. Và cái điều này chúng ta được mời gọi để thể hiện nhất là đối với những kẻ thù của chúng ta. E là dove Gesù dice amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono. Khi Chúa Giêsu nói là hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho người bắt bớ anh em. Ecco, e poi arriva un punto in cui Gesù dice siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Và sau đó thì Chúa Giêsu cũng mời gọi là chúng ta hãy có lòng nhân hậu, có lòng từ bi như Chúa Cha. Che è Luca 6:36. Luca 6 câu 36. Che è il motto dell'anno del Giubileo della Misericordia, misericordiosi come il Padre. Và đây cũng chính là chủ đề của năm lòng thương xót, hãy có lòng thương xót như Chúa Cha là đấng thương xót. Ecco, diventare misericordiosi come il Padre vuol dire lasciare che il nostro petto, il nostro colpo sia dilatato dalla grazia nella misura in cui noi siamo misericordiosi. Cioè, nên phải có lòng thương xót như Chúa Cha có nghĩa là chúng ta hãy mở cung lòng của chúng ta, mở cái colpo của chúng ta ra để chúng ta đón nhận cái ân sủng của lòng thương xót của Chúa Cha, đồng thời chúng ta thể hiện cho anh em của mình.
không phải là có một con tim rộng mở để đón nhận Thiên Chúa và đón nhận anh em mình. C'è un ultimo passaggio dove ritorna il termine corpos, è il capitolo 16 di San Luca. Nei versetti 22 e 23. È la parabola del ricco e del povero Lazzaro. Il povero Lazzaro che non è accolto alla tavola del ricco, đó Lazzaro nghèo khó đã không được người phục hộ tiếp đón ở bàn ăn. Quando muore entra nel seno di Abramo, nel corpus di Abramo. Nhưng mà khi người nghèo khó đó qua đời thì được ông Abraham đón nhận vào cung lòng và corpus. E quando il ricco muore anche lui, dall'inferno vede la Lazzaro nel seno di Abramo e gli dicono che non può più entrare lui. Và khi mà người phục hồi qua đời cùng chết thì ông bị rơi xuống hỏa ngục và từ đó ông nhìn thấy anh Lazzaro được Abraham đón nhận vào cung lòng nhưng mà ông thì không thể được. Qui la parola seno di Abramo è un po' il simbolo del seno del padre. Ở đây nói về cung lòng của Abraham cũng là dấu chỉ của cung lòng Thiên Chúa Cha. Come il paradiso per noi è il seno del Padre, dove entreremo come Gesù nel seno del Padre, come dopo la nostra morte. Però ci dà như là thiên đàng, cung lòng của Abraham cũng chỉ là một dấu chỉ để ci dà thiên đàng, cung lòng của Chúa Cha. Se però saremo stati misericordiosi col povero, coi fratelli. Và như vậy thì nếu chúng ta cũng thể hiện được lòng thương xót đó đối với người nghèo thì chúng ta cũng sẽ đón nhận họ vào cung lòng của mình. Quindi il seno del Padre misericordioso ci accoglie ma ci chiede anche la responsabilità di amare i fratelli, i nemici, i poveri. Chắc chắn là lòng thương xót của Chúa Cha sẽ đón nhận tất cả chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng phải có trách nhiệm để đón nhận anh em mình vào cung lòng. Chi non apre il suo seno per accogliere il fratello non potrà entrare nel seno del Padre. Như vậy thì nếu anh em nào không đón nhận người anh em mình vào lòng và cung lòng của mình thì mình cũng không có thể vào cung lòng của Chúa Cha. Questa idea, no, che della misericordia come luogo in cui entrare nell'intimità con Dio. Như vậy thì cung lòng, lòng thương xót có nghĩa là cái nơi để xin tả hiệp nhất của Thiên Chúa Cha. Mi ha aiutato a capire che anche nella regola di San Benedetto dobbiamo cercare questa verità. Và trong tu lộ thành Benedetto cũng giúp tôi cảm thấy được cái điều này là lòng thương xót của Chúa Cha. San Benedetto parla della dilatazione del cuore, che più si avanza nel cammino dell'umiltà e più il cuore si dilata e corre nella carità di Dio. Đó, trong cơ thể mình đến vời nói là nói là một người đã xỉ vào một trái tim thiên nhiên thiên hạ thì trái tim đó lại càng được tiến gần với Thiên Chúa. E mi tutto questo mi ha reso attento a un episodio della vita di San Benedetto. Và bắt đầu cho khi vấn đề nói về lòng thương xót của Chúa Cha ngay qua tu luyện và nhận con đường thành viên thì chúng ta bắt đầu các tu luyện của Ngài như vậy để sự cùng Ngài. A cui non avevo dato consenso. Capiamo che quando non perdoniamo il fratello, noi ci chiudiamo all'amore di Dio. Và chắc chắn là khi mà chúng ta không có tha thứ, không có khả năng để tha thứ cho anh em của mình, thì con tim của chúng ta sẽ bị đóng lại. Quindi rinunciamo a un tesoro immenso per un piccolo tesoro di niente, che non vale niente. Và như vậy thì nếu như chúng ta đọc cái trái tim của mình này thì chúng ta không có đón nhận được cái kho tàng cao quý của Thiên Chúa, trong khi chúng ta lại mở con tim của mình ra để chấp nhận một cái gì đó nhỏ nhoi từ cái sự mà chúng ta không có tha thứ. Ci chiudiamo al perdono infinito di Dio perché non vogliamo perdonare una piccola cosa che dobbiamo fare, che il fratello ci deve. Và như vậy thì chúng ta có dám đánh đổi là chúng ta sẽ mất hết tất cả mất cả những cái gì mà chúng ta sẽ được Thiên Chúa bao ban và chỉ Thiên Chúa khi chúng ta không có chấp nhận tha thứ cho anh em mình không? Per questo Gesù in fondo per chiederci
ci dice di domandare la grazia di rimettere i debiti. Thì như Chúa Giêsu cũng biết điều này là khó bởi vì mà Ngài cũng dạy và dạy với các môn đệ phải luôn cầu nguyện và xin ân sủng của Thiên Chúa của Ban cho. Ma prima ci fa contemplare l'amore di Padre. Tuy nhiên trên đây chúng ta phải chiêm ngắm cái lòng nhân hậu lòng từ bi của Chúa Cha. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Sono parole di contemplazione, guardiamo il Padre, no? Chúng ta chiêm ngắm và suy gẫm cái lời kinh Thầy Cha mà chúng ta đọc là Thầy Cha chúng con ở trên trời. E lui stesso quando vede la bellezza della natura, i campi, i fiori, gli uccelli, dice guardate come il Padre è buono, infinitamente buono. E như vậy thì khi chúng ta chiến thắng tất cả những cái cảnh thiên nhiên hoặc là những cái tác phẩm cao quý giống như là con người như là đạo hạnh thì chúng ta tạ ơn Thiên Chúa. Dunque ci fa desiderare l'amore del Padre. Và chúng ta ước ao được có lòng thương xót và ý muốn tốt lành của Thiên Chúa đối với nhân loại. E allora quando desideriamo veramente l'amore del Padre, allora capiamo che non è così difficile perdonare il fratello. Và như vậy thì khi mà chúng ta khao khát để có được lòng nhân hậu và tình yêu của Thiên Chúa thì tôi nghĩ là lúc đó chúng ta sẽ không có khó khăn để mà tha thứ cho nhau. Perché desideriamo questo infinito amore del Padre e non vogliamo rinunciare a questo per una piccola cosa. Vì khi mà chúng ta đã khao khát như vậy đối với tình yêu của Thiên Chúa Cha thì chúng ta sẽ có khả năng để mà bỏ qua những cái nhỏ si perdona se si ama Dio, no? Se si contempla Dio. Và khi mà chúng ta làm như vậy thì ngay khi chúng ta tha thứ cho nhau nghĩa là chúng ta đã chiến được cái màu nhiệm của Chúa Cha. Per cui per questo la vita monastica è proprio il luogo privilegiato per imparare a perdonare, perché è una vita contemplativa e anche fraterna. Và đây cũng chính là cái thái độ và đồng thời cũng là một cái cơ hội trong đời sống đạo đức của chúng ta khi mà chúng ta luôn được mời gọi để thể hiện cái sự tha thứ và lòng thương xót của Chúa Cha. Passiamo il nostro tempo a contemplare Dio, ascoltare Dio, la sua parola, celebrare Dio. Và chúng ta được mời gọi cùng nhau để chiêm ngắm, để cử hành lên của Chúa và tất cả những bí tích. Tutti i giorni viviamo l'amore di Cristo nell'Eucaristia, lo riceviamo tutti i frutti della croce, della risurrezione. Và mỗi ngày chúng ta cử hành và sống những mầu nhiệm thánh thể trong thánh lễ và ngang qua cả bí tích. E dentro questo viviamo in contatto con i nostri fratelli, con tutti i problemi di tutti i giorni. Và ngang qua việc cử hành thánh lễ, cử hành bí tích thánh thể và cả bí tích khác cũng như cùng ngục thì chúng ta đã rõ nhận tất cả anh em của mình. E dobbiamo fare il legame fra tutto quello che contempliamo e quello che viviamo con i fratelli. Và dĩ nhiên khi mà chúng ta đã sống và có cái kinh nghiệm về Thiên Chúa và lòng thương xót của Thiên Chúa như vậy thì chúng ta có khả năng để thể hiện và trao ban cái lòng thương xót đó cho nhau. E il legame è essere misericordiosi con i fratelli come il Padre misericordioso con noi. Vì chiều kích của lòng thương xót nó luôn có hai chiều kích, chiều kích dọc và chiều kích ngang, có nghĩa là chúng ta đã được Thiên Chúa trao ban thì chúng ta cũng phải thể hiện cho nhau. Thưa cha tổng phụ, hồi nãy cha có nhắc đến cái dụ ngôn người phú hộ và Lazaro, thì không phải cái tội của người phú hộ là làm cái gì xấu cho anh Lazaro cả, nhưng cái tội của anh ta đó là không có quan tâm đủ, không có làm cái điều đáng phải làm. Như vậy thì cái đời sống đan tu của chúng ta cũng rất dễ rơi vào cái tình trạng của nhà phú hộ, có nghĩa là mặc kệ chủ nghĩa Macchino, bề trên giao cho ai hay ai làm nhiệm vụ gì thì cứ vậy lo mà làm, còn tôi sống thế là đủ rồi. Thì cha tổng phụ có cái lời khuyên nào cho anh em đàn sĩ chúng con vượt qua được cái cám dỗ đó? Xin chân thành cảm ơn. Come lei ha detto, raccontare di quello paracolare di Gicco, e vediamo che il Gicco infatti non ha fatto qualcosa molto male per Lazzaro, comunque il suo peccato è non preoccupare abbastanza e buono a Lazzaro. E vedendo che la vita monastica anche facile di cadere in questa situazione,
men peke sam to quando che ti subiore dare un lavoro a qualcuno. Cioè, allora io posso dire che lui deve fare compiere ciò che lui ha accettato, ricevuto dal Spirito, non mi tocca niente. E visto questo è veramente una grande tentazione per la vita monastica. Cioè ogni volta, o molto spesso, l'uno o l'altro non si preoccupa, non si fa cura, non la cura per gli altri, e lei ci può dare qualche consiglio per superare questo intenzione. Sì, si dice che Lazzaro era alla porta dell'Ico, no? Và chúng ta trở lại cái giường gối của người phụ hộ thì trong tiếng mình đã trở lại là Lazaro đã ở ngay nơi cửa của nhà ông phụ hộ. E questa è un'immagine che dobbiamo tenere presente perché alla porta della nostra vita, del nostro così, c'è un povero che ha bisogno di noi. Và như vậy thì cái hình ảnh đó chúng ta nên ấp ủ trong lòng, tức là cái hình ảnh người anh Lazaro, tức là anh nghèo khổ ở ngay nơi cửa của phụ hộ, thì chúng ta phải luôn ý thức và tình dục ngay nơi cái cảnh lòng của mình, tức cái cảnh cửa của cõi lòng mình luôn có một người nghèo khổ, một ai đó cần mình giúp đỡ. Jesus ci dice di ci chiede di essere attenti a un povero che è prossimo, che è vicino a noi, che è già nella nostra vita. Tôi nghĩ điều này Chúa Giêsu cũng đã cảnh đó chúng ta là chúng ta hãy để ý đến những người nghèo khó, những người cần để chúng ta đang ngay ở ngay gần chúng ta, đứng ở trong ở nơi cái cảnh cửa lòng của chúng ta. Il rischio è che non lo vediamo, che non lo guardiamo, perché sicuramente il rischio